ba điều quan trọng nhất khi chúng ta nói về triển vọng của cổ phiếu MB. Cổ phiếu MB có còn tăng giá nữa hay không? Khi mà chúng ta đang thấy những cái dấu hiệu tích cực thì giá cổ phiếu tính ra sẽ rơi vào khoảng tầm 2. Trong thời gian qua, TVB và Tuyển nhận được rất nhiều câu hỏi về cổ phiếu nhóm ngân hàng, đặc biệt là cổ phiếu MB Bank. Và có hai câu hỏi mà mình thấy mọi người hỏi nhiều nhất, đó là triển vọng của cổ phiếu MB trong năm 2024 là gì? Và cổ phiếu MB Bank có còn tăng giá được nữa hay không? Vậy thì trong video ngày hôm nay, Tuyển sẽ cùng phân tích để trả lời với mọi người hai câu hỏi này nhé. Đây là TVI, chào mừng mọi người đến với series Hiểu Nhanh Cổ Phiếu, và mình là Quốc Tuyển. Trước khi nói về triển vọng của MB thì chúng ta sẽ cùng nói về triển vọng của ngành ngân hàng trong năm 2024. Chúng ta biết là ngân hàng là nơi cung cấp dòng tiền, được coi là mạch máu của nền kinh tế. Nếu chúng ta nhìn vào biểu đồ ở đây, đó là tương quan giữa tăng trưởng GDP và tăng trưởng tín dụng trong 10 năm gần nhất. Mọi người hình dung là tăng trưởng GDP thì nó sẽ phản ánh câu chuyện là sức khỏe của nền kinh tế. Còn tăng trưởng tín dụng thì nó sẽ là câu chuyện mà dòng tiền được tham gia ít hay nhiều, đúng không ạ? Thì từ năm 2012 đến nay, cứ năm nào mà nền kinh tế tăng trưởng tốt thì tín dụng cũng tăng trưởng rất là tốt. Ví dụ như ở đây mọi người thấy là năm 2015-2016, cái giai đoạn mà tăng trưởng GDP đạt đỉnh, thì đây cũng là 2 năm mà tăng trưởng tín dụng có cái mức cao nhất trong 10 năm trở đây. Đó là mức 17-18%. Và chúng ta hiểu là bản chất khi mà nền kinh tế tốt thì niềm tin sẽ quay trở lại, đúng không? Niềm tin về thu nhập, về một cái tương lai đâu đấy nó sẽ tốt hơn đối với cá nhân và đối với cả doanh nghiệp. Thì khi mà niềm tin quay lại, người ta sẽ có cái xu hướng là tiêu dùng nhiều hơn. Và người dân tiêu dùng nhiều thì doanh nghiệp cũng sẵn sàng là đi vay để mở rộng cái hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Và khi đó thì sẽ dẫn đến câu chuyện là tăng trưởng tín dụng. Vậy quay trở lại, chúng ta thấy là cái giai đoạn Covid 2020 đến 2022, đó là cái giai đoạn mà kinh tế tạo đáy, đặc biệt là trong cái lúc mà Fed bắt đầu tăng lãi suất từ đầu năm 2022. Thế đến năm 2023, rất nhiều các chính sách được đưa ra như là giảm lãi suất hay là giảm thuế VAT, đều là câu chuyện hướng đến cái việc nền kinh tế sẽ phục hồi. Và thực sự là nền kinh tế bắt đầu có những dấu hiệu phục hồi từ cuối năm 2023. Và đến năm 2024 thì sao? Đó là một năm mà chúng ta kỳ vọng vào câu chuyện tăng trưởng của nền kinh tế. Khi mà kinh tế phục hồi, vay nhiều hơn, đặc biệt là trong môi trường lãi suất thấp, thì sẽ càng kích thích cái nhu cầu vay của doanh nghiệp cũng như của cá nhân. Và khi mà tăng trưởng về cho vay nhiều hơn thì ngành ngân hàng chắc chắn sẽ tăng trưởng về lợi nhuận. Nói về lý do lựa chọn cổ phiếu MB trong nhóm ngân hàng thì chúng ta biết là MB Bank là ngân hàng có hiệu quả kinh doanh tốt nhất ngành. Nó sẽ được thể hiện qua một chỉ số, đó là NIM. NIM là viết tắt của cụm từ Net Interest Margin, tức là biên lãi ròng. Thì chi tiết về cái chỉ số này Tuyển đã giải thích trong video phân tích về cổ phiếu ACB rồi, anh chị và các bạn có thể xem lại nhé. Và Tuyển sẽ giải thích một cách dễ hiểu ở đây. Đó là chỉ số này thì cho biết là mỗi ngân hàng cho vay, khi mà họ cho vay 100 đồng ra thì họ sẽ thu về cái mức lãi là bao nhiêu. Để dễ hình dung thì chúng ta lấy một cái ví dụ, đó là khi mà giả sử bây giờ chúng ta mở một quán bia đi. Một cốc bia được bán ra với giá là 10.000 đồng sau khi trừ đi tất cả mọi chi phí, thì chúng ta thu về cái mức lãi, mức lợi nhuận cuối cùng là 1.000 đồng trên một cốc bia. Như vậy thì cái biên lợi nhuận của chúng ta thu về đó là 1/10, tức là 10%. Thì đối với các ngân hàng là các trung gian tài chính, đúng không? Hoạt động của họ không phải là sản xuất kinh doanh một cái mặt hàng đấy cụ thể, mà sẽ là đem tiền đi cho vay, thì họ cũng sẽ sử dụng một cái chỉ số tương tự để tính cái mức lợi nhuận trên tổng cái lượng tiền cho vay. Và nhìn vào biểu đồ đây, nếu chúng ta so sánh NIM của MB Bank với ngân hàng lớn là Vietcombank, thì chúng ta thấy là Vietcombank có cái mức NIM là 3,2%, trong khi đó thì MB có mức NIM là 5,4%. Tức là cứ 100 đồng cho vay thì Vietcombank sẽ thu về mức lợi nhuận là 3,2 đồng, trong khi đó thì MB sẽ thu về cái mức lợi nhuận là 5,4 đồng, một cái mức cao hơn rất nhiều. Và thực tế là khi chúng ta tiếp tục so sánh NIM của MB với các ngân hàng khác như là BIDV, Vietinbank hay là STB, thì chúng ta cũng thấy là cái mức NIM của MB cao hơn rất nhiều. Và mọi người biết là trên thế giới thì họ quy định một ngân hàng khi mà có cái mức NIM rơi vào từ 3-5% là cái mức rất cao, tức là một ngân hàng kinh doanh rất hiệu quả. Thực ra thì cái việc NIM cao hay thấp thì nó sẽ đến từ cái chiến lược kinh doanh của ngân hàng. Tôi sẽ không nói chi tiết mà chúng ta chỉ hiểu đơn giản thôi. Đó là MB thì họ tập trung vào cho vay cá nhân, nên là cái mức lãi suất cho vay đầu ra nó sẽ cao hơn so với các ngân hàng khác. Trong khi đó thì cái chi phí huy động của họ, tức là cái lãi suất mà họ phải huy động vào ấy, nó cũng thấp hơn so với các ngân hàng khác. Khi mà họ có cái lượng tiền gửi không kỳ hạn thì cái lượng tiền gửi không kỳ hạn nó rất là cao. Và cái lượng tiền gửi không kỳ hạn mọi người biết là thì họ chỉ cần phải trả cái chi phí lãi suất rất là thấp thôi. Chính vì vậy đây là lý do đầu tiên mà chúng ta lựa chọn cổ phiếu MB trong nhóm ngân hàng. Đây là cổ phiếu có hiệu quả kinh doanh tốt bậc nhất trong nhóm ngân hàng tại Việt Nam. Thứ hai là chúng ta kỳ vọng những khó khăn sẽ sớm qua. Thì quay trở lại thời điểm năm 2022, chúng ta biết là đây là một năm mà các doanh nghiệp bất động sản
gặp cái vấn đề rất lớn về dòng tiền. Trong đó tiêu biểu thì chắc là ai cũng biết, đó là trường hợp của Novaland. Và Novaland thì cũng là một khách hàng lớn của MB. Khi mà tính đến cuối năm 2022 thì dư nợ của Novaland tại MB là hơn 3.000 tỷ. Thì cái mức này nó bằng 20% lợi nhuận sau thuế của MB trong năm 2022. Và thời điểm đó khi mà Novaland gặp khó khăn thì cả thị trường đều đánh giá và lo lắng cái câu chuyện là MB sẽ mất vốn với cái khoản vay tại doanh nghiệp này. Tuy nhiên, chúng ta có thể kỳ vọng những khó khăn sẽ sớm qua đối với MB khi mà chúng ta đang thấy những cái dấu hiệu tích cực. Đầu tiên, tính đến cuối quý 3 năm 2023 thì chúng ta thấy được là dư nợ của Novaland tại MB đã giảm 45% rồi, một cái mức giảm khá là cao. Và thứ hai là một số dự án lớn của Novaland đã được phê duyệt trong năm 2023 để tiếp tục triển khai, đó là dự án Aqua City đúng không? Và Novawood Phan Thiết, hai dự án mà có cái quy mô lên đến hơn 1.000 hectare. Và cái điều này thì sẽ giúp cho Novaland có dòng tiền để triển khai và có thể trả cho các chủ nợ của mình, thì trong đó có MB. Đặc biệt là hôm nay khi mà Tuyển làm video này thì có một thông tin rất quan trọng đối với ngành bất động sản, đó là luật đất đai sửa đổi đã được thông qua. Mọi người biết là trong 2 năm vừa rồi thì gần như là rất ít các dự án được phê duyệt, bởi vì không ai dám phê duyệt cả. Mọi người hình dung là luật đất đai sửa đổi nó là luật mẹ, tức là được coi là luật chơi của ngành cả ngành bất động sản. Và khi luật này thông qua thì tất nhiên là các dự án sẽ sớm được phê duyệt. Và khi các dự án đi vào triển khai thì các doanh nghiệp bất động sản như là Novaland sẽ có dòng tiền để trả cho các chủ nợ của mình, thì trong đó có MB. Vậy tóm lại, chúng ta kỳ vọng MB sẽ sớm thu hồi được những khoản nợ của mình từ những khoản cho vay rủi ro như là Novaland. Và thứ ba là điều quan trọng nhất trong đầu tư, đó là định giá. Chúng ta cứ hình dung là khi nhìn vào giá một cổ phiếu thì chúng ta sẽ không thể biết được là cổ phiếu đang đắt hay rẻ, mà chúng ta phải nhìn vào định giá của cổ phiếu đó. Với cổ phiếu MB Bank thì chúng ta sẽ sử dụng một phương pháp định giá có tên là P trên B. Chúng ta cũng không cần hiểu quá sâu về phương pháp này, nhưng chỉ cần hiểu đơn giản nó là một phương pháp để chuyên định giá các cổ phiếu ngành ngân hàng. Và thực tế là phương pháp này thì không chỉ ứng dụng ở Việt Nam, mà mọi người biết là trên thế giới thì họ đã sử dụng P trên B để định giá các ngân hàng trong mấy chục năm trở lại đây rồi. Nói về định giá của cổ phiếu MB thì mọi người có thể nhìn vào đây, đó là định giá và giá của cổ phiếu MB Bank từ năm 2011 cho đến nay. Thì cái đường màu đỏ nó là định giá của cổ phiếu, còn màu xanh chính là giá cổ phiếu, nên là chúng ta chỉ còn quan tâm đến cái đường màu đỏ thôi nhé. Định giá hiện tại của MB thì chúng ta thấy là 1,29 lần. Đây là cái vùng thấp nhất trong 6 năm trở lại đây. Trong những cái năm mà kinh doanh ổn định thì MB có cái định giá rơi vào khoảng tầm 1,6 lần P trên B. Và nếu chúng ta nhìn cái đường màu đỏ đây thì trong hai cái con sóng của ngành ngân hàng, nó là 2016, 2017 và 2020, 2021, thì đã có những lúc mà định giá của MB được kéo lên cái mức là 2,4 lần, tức là gấp đôi so với bây giờ. Khi một doanh nghiệp được định giá rẻ thì cái điều quan trọng đó là nó sẽ thu hút được các dòng tiền tham gia, các dòng tiền lớn tham gia. Bởi vì mọi người biết là khi mà dòng tiền lớn họ giải ngân thì họ sẽ cực kỳ quan tâm đến câu chuyện là định giá của cổ phiếu là bao nhiêu. Và đây là lý do thứ ba mà chúng ta lựa chọn cổ phiếu MB để đầu tư, đó là định giá rẻ. Và như vậy Tuyển đã chia sẻ ba điều quan trọng nhất khi chúng ta nói về triển vọng của cổ phiếu MB. Đầu tiên, đây là ngân hàng có hiệu quả kinh doanh tốt nhất ngành. Và thứ hai là kỳ vọng những khó khăn sẽ sớm qua đối với MB. Và thứ ba là MB đang ở vùng định giá rẻ trong nhiều năm trở lại đây. Và đi trả lời câu hỏi thứ hai là cổ phiếu MB có còn tăng giá nữa hay không, thì Tuyển cho rằng hoàn toàn có thể. Với kỳ vọng là kinh tế bắt đầu bước vào giai đoạn tăng trưởng kể từ năm 2024, thì chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng đó là cổ phiếu MB sẽ quay trở lại cái mức định giá bằng với những giai đoạn mà kinh doanh ổn định trong quá khứ, tức là với mức P trên B khoảng tầm 1,6 lần. Thì với mức định giá này thì giá cổ phiếu tính ra sẽ rơi vào khoảng tầm 28.000 trên một cổ phiếu, so với giá đóng cửa ngày 18 tháng 1 thì tăng khoảng 30%. Và đây là cái định giá ngắn hạn thôi. Còn nếu kết quả kinh doanh của MB cũng như là của ngành ngân hàng thể hiện tốt trong những quý đầu năm 2024 thì cái nền định giá sẽ còn cao hơn nhiều. Và như vậy Tuyển vừa trả lời hai câu hỏi của anh chị và các bạn về cổ phiếu MB. Nếu anh chị và các bạn muốn Tuyển và TVI phân tích về cổ phiếu nào thì có thể comment phía dưới nhé. Với những cổ phiếu được nhiều anh chị và các bạn đề xuất thì TVI sẽ ưu tiên ra những video phân tích về cổ phiếu đó. Và đừng quên like và đăng ký kênh để nhận được những video phân tích về các cổ phiếu tiềm năng trong năm 2024 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.